Trời ơi, trời ơi, cái anh quậy. Giờ đứng đó đang con con ngồi đó nghe, đặng ba làm việc nghe. Ba Sơn lên dọn cửa hàng cho mẹ Xíến rồi Sơn Hà cũng rồi theo lên quậy nữa nè. Leo cho giữ đi. Ha. Đã không? Vậy đó. Thẻ tôi vô thấy Sơn Hà lên trên đây có nhiều cái để quậy quá mà sao giờ đứng yên chỗ chịu không, leo trèo thấy sợ luôn. Là ai đi bán hàng mà sao là ai hả? La làm sao mà cô chú vô mua được? Phải cười à, phải cười cô chú mới mua. Sáng sớm mẹ Xuyến bận rộn về giao lại ba Sơn, sao ba Sơn làm việc đây? Ai? Rồi con ngồi đó đi. Ngồi đó nghe. Nói cô chú ơi mua đồ, cô chú ơi. Đó, cô chú mua đồ cho con đi.